Ê Duy, mày đâu đây? Nam, tao đi xin việc còn mày. Tao cũng đi xin việc. Mày làm bộ phận nào? tao phần kinh doanh Tao cũng vậy luôn nè. đồng nghiệp Đồng nghiệp. gặp tao lấy tinh thần nào. Cố lên. Trời, người kỳ cục vậy trời. Ý trời, hai em đi đâu đây? Tụi em đi xin việc chị. Vậy hả? Theo em nè. À chị ơi, còn cái đống này. Trời, em gặp trai cái bữa hết trơn à. Cảm ơn nha. Đi theo em nè. Ba hai anh nha. Anh đẹp trai mà tiếc quá à. Tạm biệt hai anh. Chúc mừng nghe, thế là thuận lợi rồi. Thôi, cái đống thách thức với kia kìa. Mà mày cũng đừng buồn nghe, đâu phải mày cũng tốt. Tại người ta chưa thấy được thực sự của mày. Công ty này mình đừng biết. Có gì đâu. Phải chi hồi đó tôi nghe lời mày, va chạm với đời lấy kinh nghiệm. Với cắm đầu vô báo giáo trình không à. Còn sinh viên năm tốt nữa. Thì bây giờ tốt thiệt rồi. Mà thôi, bây giờ mày có việc làm mày. Khao đi chứ. Ok, về lại quán cũ làm vài chai. Lũ Lậu gà gà chanh trên nớt nớt chứ với bà bằng hiền. Hiền. Xong. Các bạn có thắc mắc tại sao giữa Duy và Nam hai người đều tốt nghiệp cùng chung một trường, đều cùng một tấm bằng đại học, vậy tại sao Nam được nhận còn Duy thì không? Đó là do sinh viên năm tốt. Danh hiệu sinh viên năm tốt đã giúp cho Nam tiến vào cửa công ty một cách dễ dàng hơn. Vậy danh hiệu sinh viên năm tốt nó có cao siêu như thế nào và nó có những tiêu chuẩn gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Và đây chỉ tiêu đầu tiên: học tập tốt. Để đạt được tiêu chí học tập tốt khá là đơn giản. Đó là điểm trung bình trong năm học của bạn từ 2.5 trở lên và không bị nợ một học phần nào trong năm học đó. Tiêu chí thứ hai, đó là đạo đức tốt. Yêu cầu để đạt được tiêu chí đạo đức tốt khá là đơn giản. Đó là điểm rèn luyện trung bình trong năm học của bạn phải đạt từ 80 điểm trở lên. Và dĩ nhiên, nói không với vi phạm pháp luật cũng như vi phạm các quy chế, nội quy của nhà trường và các quy định tại cộng đồng tại địa phương. Bên cạnh đó, bạn cần phải đạt thêm một trong các tiêu chuẩn sau. Đó là tham gia về các cuộc thi khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp khoa, liên chi hội trở lên tổ chức. Hoặc có thể tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, lòng yêu nước, văn hóa con người Việt Nam, tham quan các di tích, lịch sử, bảo tàng, hay tham gia các hoạt động giáo dục, lòng tự hào dân tộc, vân vân và may may. Tiếp theo, đó là tiêu chí thứ ba, thể lực tốt. Yêu cầu khá là đơn giản, đạt một trong các tiêu chuẩn sau. Trong năm học, phải học ít nhất một học phần giáo dục thể chất và đạt điểm B trở lên. Tham gia ít nhất một hoạt động rèn luyện thể dục thể thao từ cấp khoa, liên chi hội trở lên tổ chức. Tiêu chí thứ tư, tình nguyện tốt. Đạt một trong các tiêu chuẩn sau. Được khen thưởng trong một hoạt động tình nguyện. Tham gia ít nhất 3 hoạt động tình nguyện. Tham gia ít nhất 2 lần hiến máu tình nguyện. Cuối cùng, tiêu chí thứ 5, hội nhập tốt. Đó là bạn phải đạt được chứng chỉ ngoại ngữ hay tin học theo quy định. Tham gia các hoạt động phong trào nâng cao kỹ năng hội nhập. Chỉ với 5 tiêu chí đơn giản như vậy, Nam đã đạt được tấm bằng sinh viên năm tốt. Và danh hiệu đó đã giúp cho Nam có được những nghề ngỗng, công việc mần, ổn định. Và với chàng thanh niên tên Duy, do không đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt, nên đã bị rớt một nhịp và chậm hơn trong vấn đề tìm việc làm. Alo, nghe nè mày. Quèo quèo quèo, thông báo cho mày biết. Tuy là có hơi khó khăn hơn một chút, nhưng mà tao đã tìm được việc rồi nha mày. Có thấy chứ, tao biết mày giỏi mà. Ủa, mà công ty nào cho mày chui vào vậy? Tối gặp tao nói. Ok, vậy thì lẩu gà chanh ớt tuấn phát nhà bằng hiền.